Nhận định nữ Tây Ban Nha với nữ Mỹ lúc 23 giờ ngày 24 tháng 6 FIFA World Cup nữ 2019. Nhận định bóng đá hôm nay, ý kiến chuyên gia, dự đoán kết quả, phân tích chuyên môn, các thông tin tỷ lệ bóng đá, thống kê bên lề trước trận đấu. Nếu như ở môn bóng đá nam, Tây Ban Nha là thế lực hàng đầu thế giới thì ở môn bóng đá nữ, đại diện của bán đảo Iberia chưa bao giờ được ngồi vào chiếu trên. Ngay cả vào thời điểm thăng hoa nhất thì nữ Tây Ban Nha cao nhất cũng chỉ đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng FIFA. Còn hiện tại, họ đứng thứ 13. Tại vòng bảng World Cup nữ năm nay, nữ Tây Ban Nha thắng đúng một trận trước nữ Nam Phi yếu nhất bảng. Còn lại hòa nữ Trung Quốc 0-0 và thua nữ Đức 0-1. Thực tế, nếu hôm đó nữ Nam Phi không bị đuổi người, chưa chắc nữ Tây Ban Nha đã có thể bỏ túi 3 điểm trọn vẹn để lách qua khe cửa hẹp vào vòng đấu dành cho 16 đội xuất sắc nhất. Dù vậy, nhiều khả năng nữ Tây Ban Nha sẽ khép lại hành trình của mình ở vòng 1/8 bởi phải chạm trán nữ Mỹ vượt trội trên mọi phương diện. Không chỉ đang là nhà đương kim vô địch thế giới, nữ Mỹ còn là thế lực số 1 làng bóng đá nữ vào thời điểm hiện tại mà biểu hiện là ngôi đầu trên bảng xếp hạng FIFA. 4 năm sau khi lên ngôi tại vòng chung kết bóng đá nữ thế giới tại Canada, nữ Mỹ vẫn duy trì được sức mạnh và đẳng cấp. Ở vòng bảng, nữ Mỹ ghi cả thảy 18 bàn, nhiều nhất giải, trong đó có màn vùi dập nữ Thái Lan 13-0. Nếu tính cả giai đoạn chuẩn bị trước đó, nữ Mỹ đang có mạch 9 trận toàn thắng, phần lớn cách biệt. Thế nên, kể cả phòng ngự tử thủ, nữ Tây Ban Nha khó tránh khỏi thất bại nặng nề.